Sao mà không ai ngoài quán ra vậy bà Lan? Bà trong bếp mà bà Lan. Đây nè. Trời đất ơi, trời. Cái gì mà chưa thấy hình mà đã thấy tiếng vậy ông nè? Trời đất ơi, bà nhìn tôi đi. Ông ngồi đây nè, ông ra đây. Gì? Qua đây ngồi với tôi. Đây đó đó. Đó. Bà cho bà đi chợ kiểu gì tôi không hiểu nữa bà Lan, nhờ giả nó chút xíu à. Tôi nói thiệt á, tôi nhờ bà không tức á thì bà nói thẳng vô trong bản mặt tôi. Chứ có đâu bà mua đồ này bà muốn hại tôi hay sao? Nè, tôi nói cho ông nghe nè, tôi nói cho ông nghe nha. Tôi đang ức chế cái vụ mà ông nhờ tôi mua đồ dữ lắm rồi đó. Tôi chưa nổi điên rồi thôi, ông đừng có qua đây ông làm cái thái độ này nha. Sao tự nhiên không nổi điên vậy? Tôi mới là người nổi điên nè. Bà nghĩ sao bà mua đồ ba cái đồ? Trời ơi, bà Lan ơi, nè, bà sao? Bà muốn hạ độc cơ hả bà Lan? Hạ độc cái gì, ông bị điên hả? Mua cái gì mà mua giùm thì tôi nói đại thẳng là tôi nhờ. Trong sớm này biết bao nhiêu người đi chợ đâu phải mình bà đâu bà Lan. Nè con coi nè, đi chợ nè, cái gì nè, mua cho tôi 100 gram thịt heo, mua cho tôi 100 gram thịt bò, mua cho tôi 100 gram tôm, cái gì cũng 100 gram. Còn cà rốt thì bây giờ bà nghĩ bà nhìn tôi bay lớn vậy, tôi ăn 300 gram, 100 gram ăn muốn trào đồm. Trời đất ơi. Mua một nửa củ cà rốt. Thì tôi có mình tôi mua nửa củ thôi chứ mua chi nguyên củ. 1/4 hành. Hành á, 1/4 đó ăn 2-3 ngày luôn á. Mà mua như vậy đó ha, mua mà đã nói là phải có là đến mà nói với người ta mà để mua. Đi mua đây. Một trái ớt thôi, đi ra mua chỉ 2 trái rồi tính tiền. Ớt ăn nhiều quá nóng thì bà nội.